Hôm nay Kiều mua con vịt về nấu bún măng cho anh Hun ăn. Trời ơi, trời bá lửa luôn. Con vịt to ghê chưa. Bây giờ Kiều sẽ đi sơ chế nó, rửa sạch sẽ. Trời ơi, rửa xong rồi con vịt to trời bá lửa luôn. Bây giờ Kiều sẽ chặt con vịt này ra. Kiều đã chặt thịt vịt xong rồi. Thịt tươi ghê mọi người ơi. Bây giờ Kiều sẽ bắt chảo lên xào nha. Bây giờ Kiều sẽ xào mỡ tỏi, cho phi mỡ tỏi cho nó vàng. Mất mùi ăn thơm với mọi người. Đó, thì sẽ xào cho nó săn cái thịt vịt lại. Bây giờ nó đã săn rồi, thì mình sẽ bỏ về gia vị vô, một xíu nước mắm, muối, đường, bột ngọt một xíu bỏ vô, tiếp tục xào lên. Sau khi thịt vịt cho nó cảm thấy là ngấm gia vị xong, cái Kiều đổ nước vô cho nó sắp sắp cái hộp vịt này, cái Kiều hầm xíu nha, Kiều hầm xíu cho nó sắp sắp vậy đó. Sẽ đậy nước lại hầm một chút, Kiều sẽ đi xào măng. Cái nồi này là nồi áp suất nha mọi người, Kiều sẽ nấu cái nồi áp suất này để cái thịt vịt nó sẽ mềm và ngon hơn, thấm lâu hơn. Măng chua Kiều sẽ thái ra từng sợi sợi như thế này. Đó. Kiều sẽ luộc măng. Đó. Măng trước khi mình nấu chung với vịt mà mình sẽ luộc sơ qua một cái đã. Bây giờ Kiều sẽ xào măng. Cho mỡ tỏi, cho tỏi vàng. Sau khi Kiều đã luộc măng xong thì Kiều sẽ bỏ vô xào. Cuối cùng thì nồi măng vịt của Kiều đã xong mọi người ơi. Bây giờ Kiều sẽ múc ra tô nha. Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh YouTube của Kiều Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Hôm nay hai vợ chồng Kiều sẽ ăn bún măng vịt. Bún măng vịt. Xin mời tất cả mọi người ăn với hai vợ chồng Kiều nha. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người. Nói xin kính chào. Mạnh đi mà coi. Cảm ơn Kiều. Món bún măng vịt này là cũng là lần đầu tiên anh Kim Hun ăn luôn nè mọi người ơi. Ôn ơn. Oppa, chơi gì? Uri cúc xu một cục gì? Trong một chi. Bạn đi mà coi không? Một cục. Ở thế. Anh ha. Mà sẽ. Ăn cho nó. 고기 부드러워. 맛이 없는데요? Nhiều người Hàn á mọi người đâu có ăn được măng của mình đâu, măng muối.
Chấm với lại là nước mắm ớt. Thôi đi bà chú. Bà sữa. Khói khói. Ăn ớt càng ngon. Ngon quá. Ngon không? Ngon. Ngon. Công nhận vịt nấu ăn hợp ghê mọi người. Anh nói ngon quá. Quá ngon luôn. Nhiều người đâu ăn được măng này đâu mọi người. Nấu lên cái người ta nói là hôi, nem xe. Nhâm xe chưa đó. Nhâm xe hộp chưa. Ở đó nem xe đâu có mùi gì đâu. Ngon. Mùi vịt, mùi măng. 아까 만들 때는 처음에 고기 자를 때 그때는 고기 냄새, 오리 냄새 있어. 오리 냄새 많이 나는데 네. 냄비에 넣기 전에 오리 냄새 났어 계속. 근데 지금 다시 꺼내니까 먹으니까 냄새 없어. khi chặt vịt á, khi chặt vịt thì đương nhiên là có mùi rồi, mà khi nấu xong cái thơm, trời ngon ghê. Hẳn mà có miếng mùi nào mới chở. Ngon. 진짜 맛있어. 맛있어. 요리 잘해네. 자, 캔 ngon. 쪼, 너무 ngon quá ta ơi. 파이 파이. 안 ăn, ảnh ăn bún như gì? Ăn bún mấy món Việt Nam mắc giỏi lắm mọi người. Khen nấu ăn giỏi hoài. Trời ơi trời. Tại mấy món Việt Nam ngon đúng không mọi người? Đồ ăn Việt Nam ngon. Chứ mấy món này ai nấu mà không được, đúng không mọi người? Mọi người thấy không, ăn ớt ghê không? Ăn ớt giỏi ghê. Ăn mấy món, ăn mấy món Việt Nam kiều huấn luyện được được quá trời lần, bây giờ ăn ớt giỏi như cái gì? Ăn ớt như đúng rồi. Ăn ớt sống luôn á mọi người. Ăn nhìn ngon ghê. Chụp phái không măng. Ở hàng người ta cũng có ăn măng mọi người, nhưng mà măng sắn, măng sống, không có muối giống như mình.
매웠어요? 뼈가 갑자기 많이 나와. 껌질이 왜 많아지? 아, 먹고 있으니까. 뼈 없는 거 먹어보자. 감사합니다. 왜? 맛있게 만들어서. Kiều hỏi sao mà cảm ơn Kiều, cái em đã nói là đã nấu nấu món ngon, món ăn ngon cho anh nên anh cảm ơn. Món Việt Nam toàn là mấy món ngon không mọi người nhỉ? Thôi thôi thôi. Cảm ơn anh. Hầm trong nồi áp suất của mọi người. Mọi người nhìn thịt nó nứt rời gã rời ra luôn nè. Trời ơi. Chị cô nàng bi. Cứ đồ hành thì cả. Cô kì ôm trong mảnh lần mảnh lần. Ừ, tôi mãi sợ cho. Mảnh lần mảnh lần mãi sợ cho. Người Hàn á mọi người, người ta nấu gà hay nấu vịt á là cái thịt của nó là phải mềm nứt nẻ luôn. Người ta ăn vậy là ngon rồi đó, giống như hầm xương của mình mà xương hầm gục gã ra đó. Đó là em bé ăn được luôn. Ngon. Ngon nhất nách luôn thiệt á. Ngon quá. À. Bữa ăn bún măng vịt của hai vợ chồng Kiều đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái kênh video của Kiều nha. Nếu mà mọi người yêu thích hai vợ chồng Kiều á thì hãy đăng ký kênh, like, share, comment để ủng hộ hai vợ chồng Kiều và có thể xem được các video mới tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người.